Hello thì mình chào nhà các bạn. Hiện tại bây giờ là 11 giờ 49 phút ngày 25 tháng 10 năm 2019. Phòng giáo dục Lục Ngạn tổ chức giải phẫu thuật cổ truyền gồm có những nội dung đồng đội nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ, đơn nam, đối kháng đôi nam, đối kháng đôi nữ. Buổi sáng nay thì mình tham gia 5 nội dung, cho nên không tham gia đối kháng đơn nam và đơn nữ. Đôi kháng nam đơn nữ bây giờ mình mới quay được các cháu. Tuy rằng rất trưa rồi nhưng ban tổ chức vẫn đang làm việc rất tích cực. Hiện tại bây giờ các cháu đang chờ đợi ban tổ chức gọi vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xíu quá. Giờ là 12 giờ 1 phút rồi. Chắc thi còn lâu, nhưng mình chào các bạn thôi. Cảm ơn các bạn xem video của mình nha.